Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 109. Trưởng lão này bèn nói về tình hình của Hắc Ma Tông. Hóa ra phía bắc của Thánh Tiên Tông là một khu vực nằm ở góc giữa nước Long và đế quốc Thiên Võ, Hắc Ma Tông tọa lạc ở đó. Diện tích khu vực này rộng gấp đôi địa bàn của Thánh Tiên Tông. Người của Hắc Ma Tông tu luyện công pháp ma đạo, kẻ mạnh vô số, tự xưng có 3 vạn tu sĩ ma đạo, vượt xa Thánh Tiên Tông. Chính vì thế, bao năm qua, Thánh Tiên Tông đã nhiều lần bị Hắc Ma Tông áp chế, chết rất nhiều đệ tử thiên tài. Vị trưởng lão này bảo, Tông chủ, theo tin tức chúng tôi có được, bây giờ Hắc Ma Tông đang cấu kết với nước Long, có ý đồ thôn tính địa bàn của Thánh Tiên Tông, sau đó cùng nước Long phân chia đều khu vực này. Ánh mắt Ngô Bình tối lại, ồ, cấu kết với nước Long. Đây là chuyện khi nào? Trưởng lão đáp, ít nhất cũng 1 tháng rồi. Ngô Bình gật đầu, được. Với cương vị tông chủ, ngọn lửa đầu tiên của tôi sẽ dùng để đốt cháy Hắc Ma Tông. Anh hỏi, Hắc Ma Tông có bao nhiêu cao thủ của cảnh giới Đại La? Các trưởng lão nói Hắc Ma Tông chỉ có mỗi tông chủ là kẻ mạnh cấp Đại La Kim Tiên, nhưng thực lực có lẽ mạnh hơn các Đại La Kim Tiên bình thường khác rất nhiều. Ngoài ra còn có 4 bán bộ Đại La, và hơn 50 tu sĩ cấp chân tiên. Ngô Bình gật gù, ồ, xem ra không thể coi thường thực lực của Hắc Ma Tông. Anh trầm ngâm, giết địch phải bắt kẻ cầm đầu trước. Mấy hôm nữa, bản tông chủ sẽ bắt tông chủ của bọn chúng, chút giận cho mọi người. Tất cả mọi người nghe thấy tông chủ mới nói vậy đều vô cùng phấn chấn. Đã bao nhiêu năm rồi, trước mặt Hắc Ma Tông, tông chủ của Thánh Tiên Tông chưa bao giờ có khí phách như Ngô Bình. Các trưởng lão thậm chí còn nhớ lại cảnh bi thảm khi bị Hắc Ma Tông đàn áp hết lần này đến lần khác. Ví dụ như 1 năm trước, một nữ đệ tử của Thánh Tiên Tông lần lượt bị 4 nam đệ tử của Hắc Ma giáo làm nhục, sau đó bị 4 kẻ đó tra tấn đến chết. Trước những việc làm xấu xa của Hắc Ma Tông, tông chủ Mã Chiêm Nguyên chỉ nói ngoài miệng chứ hoàn toàn không làm gì kẻ sát nhân. Một ví dụ khác, hơn 3 năm trước, một số đệ tử của Thánh Tiên Tông đã phát hiện ra một loại tiên dược. Kết quả là người của Hắc Ma Tông đã trực tiếp giết chết và làm bị thương một số đệ tử của Thánh Tiên Tông và lấy đi tiên dược. Nhưng Thánh Tiên Tông vẫn không làm gì, bởi vì đánh không lại, cũng không dám đánh. Hầu hết các đệ tử của Thánh Tiên Tông đều bị các đệ tử của Hắc Ma Tông bắt nạt. Đặc biệt là các nữ đệ tử của Thánh Tiên Tông thường xuyên bị các nam đệ tử của Hắc Ma Tông quấy rối vì họ rất xinh đẹp. Hơn nữa, Hắc Ma Tông thường xuyên cướp đoạt địa bàn của Thánh Tiên Tông, mấy trăm năm qua. Thánh Tiên Tông đã mất đi 1/5 địa bàn. Một vị trưởng lão đột nhiên đứng lên, tông chủ, thuộc hạ xin liều mạng, nguyện cùng tông chủ đi diệt trừ oai phong của Hắc Ma Tông. Ngô Bình nói, sao lại phải liều mạng, có bổn tông chủ ở đây, Hắc Ma Tông chẳng là cái thá gì. Một vị trưởng lão khác nói, tông chủ, Hắc Ma Tông đã chiếm đoạt 2 bảo địa của Thánh Tiên Tông chúng ta, đến giờ vẫn chưa trả lại, chúng ta nhất định phải thu hồi bảo địa. Ngô Bình hỏi, là bảo địa gì? Trưởng lão nói, thưa tông chủ, một chỗ là bảo địa để tiên dược sinh trưởng, gọi là Thanh Phong Cốc, một chỗ là bảo địa tu luyện, gọi là Không Linh Sơn. Ngô Bình, Mã Chiêm Nguyên đúng là vô dụng, yên tâm đi, hôm nay bổn tông chủ sẽ đoạt lại 2 chỗ này, trong các người ai nguyện ý cùng bổn tông chủ đi lấy lại bảo địa. Các trưởng lão lần lượt đứng dậy và tất cả đều muốn đi theo. Ngô Bình cười nói, không thể đi hết được. Thế này nhé, chọn 10 trưởng lão, 20 đệ tử đi cùng bổn tông chủ. Chẳng mấy chốc người đã được chọn, 30 người theo Ngô Bình đến Thanh Phong Cốc, một trong 2 bảo địa. Thanh Phong Cốc này quanh năm như mùa xuân, bởi vì linh khí mộc dồi dào, gió trong cốc có màu xanh nhạt, đây là nguồn gốc của tên gọi Thanh Phong Cốc. Thanh Phong Cốc đẹp như tranh vẽ, khi Ngô Bình đến lối vào, anh không kìm được mà nói, thật sự là một nơi tốt. Nơi này có phải luôn thuộc về Thánh Tiên Tông chúng ta không? La Ngọc cũng ở trong số 20 đệ tử, hắn nói, tông chủ, nơi này vẫn luôn là của chúng ta, gần 100 năm trước mới bị Hắc Ma Tông cướp đi. Ngô Bình hít thật sâu để cảm nhận không khí nơi này, anh cảm thán, linh khí mộc nồng đậm như vậy, không hổ là bảo địa. Các ngươi đang làm gì? Đột nhiên, 4 tu sĩ từ trong sơn cốc lao ra, cả người tràn đầy tà khí, con người chúng đỏ sẫm. Thoạt nhìn không phải người tốt. Ngô Bình lạnh nhạt nói, các người là cái thá gì mà dám quát to trước mặt bổn tông chủ. Quỳ xuống. Bụp, bụp. 4 ma tu lần lượt quỳ trên mặt đất, mỗi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ,
chuyện gì xảy ra vậy? Ngô Bình hỏi một người trong số họ, có bao nhiêu người của Hắc Ma Tông trong cốc này? Đệ tử bị hỏi không muốn trả lời, lại không khống chế được miệng mình, đành ngoan ngoãn nói, 15 người. Ngô Bình, đi gọi những người còn lại tới. Ma Tu đứng dậy, cơ thể không chịu kiểm soát mà cất bước. Không đến mấy phút, hơn chục đệ tử khác cũng bị gọi tới, họ kinh ngạc nhìn đám người Ngô Bình, có người hỏi, Thánh Tiên Tông các người thật to gan, ai cho các ngươi xông vào nơi đây? Ngô Bình nói, từ nay về sau, Thanh Phong Cốc sẽ là địa bàn của Thánh Tiên Tông chúng ta, nếu người của Hắc Ma Tông dám đặt chân đến đây nửa bước, nhất định giết không tha. Một đám ma tu nhìn nhau, họ tự hỏi người này điên rồi sao? Hắn không biết sự chênh lệch thực lực giữa Thánh Tiên Tông và Hắc Ma Tông sao? Đột nhiên, một nữ đệ tử đi cùng chỉ vào một ma tu, nói tông chủ, chính là hắn. Hắn là một trong bốn nam đệ tử của Hắc Ma Tông đã giết Lư Sư Tỷ. Sắc mặt ma tu biến đổi, trong lòng kêu lên không ổn. Ngô Bình nhìn nữ đệ tử, ngươi chắc chắn chứ? Nữ đệ tử gật đầu, lúc ấy chúng đệ tử cách đó không xa, đã nhìn thấy bọn họ bắt Lư Sư Tỷ. Sắc mặt Ngô Bình lạnh xuống, nhìn chằm chằm ma tu, hỏi, ngươi cũng có tham gia vào chuyện ngày đó đúng không? Sắc mặt nam đệ tử xám xịt, chậm rãi gật đầu. Thực ra gã muốn lắc đầu, nhưng thân thể lại không thể khống chế được. Ngô Bình dùng lòng bàn tay vỗ vào đầu ma tu, một luồng sức mạnh xuyên thấu vào người gã. Gã hét lên, sống không bằng chết. Sau đó, anh lấy ra một pháp khí gọi là hộp vạn năm, bên ngoài mới chỉ qua một tích tắc, bên trong pháp khí đã trôi qua một vạn năm. Anh ném ma tu vào trong hộp vạn năm, để gã trải qua năm tháng đau đớn vô tận trong đó. Sau khi ném người vào, Ngô Bình hỏi, còn ai trong số các người tham gia vào chuyện xảy ra khi đó? Lần này không ai lên tiếng, Ngô Bình nói, trở về nói cho tông chủ của các ngươi, bổn tông chủ cho hắn 3 ngày để giao nộp tất cả những vùng đất mà Hắc Ma Tông đã xâm chiếm của Thánh Tiên Tông, đồng thời giao ra những kẻ đã thương và giết chết đệ tử Thánh Tiên Tông mấy năm nay. Bằng không, bổn tông chủ sẽ nghiền nát Hắc Ma Tông. 14 người liền rời khỏi Thanh Phong Cốc nhanh như bay. 20 đệ tử Thánh Tiên Tông liền nhao nhao hoan hô, tông chủ huy vũ. Tông chủ oai phong. 10 trưởng lão cũng rất vui mừng, đã lâu họ không được nở mày nở mặt như vậy, tất cả nỗi uất ức trong lòng đều được giải tỏa trong chốc lát. Thậm chí có 2 trưởng lão còn trực tiếp thăng cấp, đột phá cảnh giới cao hơn. Ngô Bình cười nói, xem ra mọi người đã được hả giận rồi, còn đột phá ngay tại đây nữa chứ. Thanh Phong Cốc này từ nay về sau sẽ là của Thánh Tiên Tông chúng ta. Anh đi vào Thanh Phong Cốc, trong cốc có rất nhiều tiên dược và thần dược, chủng loại đa dạng, số lượng cũng bạt ngàn. Anh mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật, liền phát hiện trong Thanh Phong Cốc có một khe hở thời không, khe hở này liên kết với một thời không tràn đầy linh khí thanh mộc. Anh không khỏi bật cười, hỏi, các người vẫn chưa nghiên cứu kỹ nơi đây đúng không? Một trưởng lão nói, thưa tông chủ, chúng tôi chỉ biết đây là một bảo địa, không nghĩ nhiều. Ngô Bình, nó không chỉ là bảo địa, nó còn liên kết với một thời không kỳ diệu. Nó xong anh nhìn mọi người, cười hỏi, các người có muốn đi tới đó nhìn ngắm thứ mới lạ không? Mọi người vui mừng, nữ đệ tử chỉ ra hung thủ hỏi, tông chủ, người có thể mở thời không này ra sao? Ngô Bình, có thể. Dứt lời anh liền đưa tay ra, vạch một cái thật mạnh. Một tiếng xoẹt vang lên, trong không trung hiện ra một đường sáng màu xanh. Đường sáng này từ từ mở ra, biến thành một cánh cổng. Đằng sau cánh cổng là một thế giới màu lục, trong đó tràn đầy các loại thực vật. Đây, chẳng lẽ là, dược thần giới, trong truyền thuyết sao, một trưởng lão hỏi. Ngô Bình, ô, dược thần giới sao? Trưởng lão nói, thưa tông chủ, nghe đồn nơi này từng có người phát hiện ra một thế giới kỳ lạ, gọi là dược thần giới. Trong dược thần giới có đủ loại thực vật, quý giá nhất chính là các loại cây thuốc. Đáng tiếc sau đó, không ai tìm thấy dược thần giới nữa. Không ngờ rằng tông chủ lại tìm thấy lối vào của dược thần giới. Ngô Bình, chúng ta đi vào xem một chút đi. Họ tiến vào cánh cổng màu xanh lá cây, xung quanh tràn ngập linh khí thanh mộc chất lượng cao, vô cùng dồi dào. Ngoài linh khí thanh mộc còn có những năng lượng thần kỳ khác có lợi cho sự phát triển của thực vật. Kẻ nào xông vào dược thần giới? Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu mọi người. Ngô Bình giật mình, xin lỗi,
chúng tôi chỉ là tới đây xem thử, không có ác ý, xin hỏi các hạ là ai? Giọng nói tiếp tục vang lên, ta là dược thần chốn này. Ngô Bình liền thấy hứng thú, tiền bối liệu có phải là thiên ý của dược thần giới? Giọng nói vang lên, cậu có thể nghĩ như vậy. Ngô Bình, xin lỗi, đã làm phiền tiền bối. Nói xong, anh liền đi ra khỏi cánh cổng. Anh vừa đi ra liền lấy một tảng đá thần lớn từ trong động thiên, nói với mọi người, các ngươi biết đây là cái gì không? Một vị trưởng lão nói, tông chủ, đây không phải là đá thần sao? Ngô Bình, không sai, đây chính là đá thần, vật này vô cùng quý giá, có tác dụng tốt đối với sự sinh trưởng của thực vật, cho dù là một loại cỏ bình thường, chỉ cần được nó nuôi dưỡng thì đều có thể sinh trưởng thành thiên dược. Quả nhiên, anh vừa đưa đá thần ra, dược thần lập tức nói, cậu bạn, bán cho ta viên đá thần này được không? Ngô Bình nhìn đá thần, lập tức lắc đầu, đương nhiên không được. Đá thần là bảo vật vô giá, vô cùng quan trọng đối với tôi. Dược thần đã sống không biết bao nhiêu năm nên lập tức hiểu ý của Ngô Bình, nói cậu bạn, nếu cậu bằng lòng đưa cho ta viên đá thần này, ta có thể cho cậu thời gian một ngày. Trong vòng một ngày, mọi người có thể hái thuốc tùy ý muốn trong dược thần giới. Ngô Bình, một ngày sao? Thời gian quá ít. Vừa nói, anh lại lấy ra một tảng đá thần khác lớn gấp 10 lần, hỏi tiền bối. Người cảm thấy tảng đá thần này thế nào? Giọng dược thần run run, tảng đá thần lớn quá. Ngô Bình, tiền bối, chúng ta giao dịch đi. Tôi đưa hai tảng đá thần cho dược thần giới. Đổi lại, tôi hy vọng mỗi tháng một lần được vào dược thần giới hái thuốc. Dược thần trầm ngâm một lúc, nói, một tháng một lần cũng được, nhưng thời gian nhất định phải có hạn. Ngô Bình, tất nhiên, mỗi lần tôi tuyệt đối sẽ không thu thập các loại thảo mộc quá một ngày. Dược thần suy nghĩ, không khỏi thấy hơi do dự, nhưng nhìn thấy tảng đá thần lớn như vậy, cuối cùng nói, được. Nhưng ta chỉ cho cậu 10 năm sau, cậu nhất định phải đưa ta nhiều đá thần hơn, sau đó mới có thể tiếp tục hái thuốc. Không thành vấn đề, Ngô Bình cũng rất vui vẻ, lập tức đồng ý. Anh để đá thần vào dược thần giới, cười nói với đám người đang ngơ ngác, ngơ ra đấy làm gì, vào hái thuốc đi. Yên tâm, chúng ta còn có cả ngày mà. Bằng cách này, Ngô Bình đã được sự cho phép của dược thần, anh mang theo 30 thuộc hạ vào dược thần giới để hái thuốc. Anh mở hết thần niệm, tìm được những loại thuốc quý hiếm có thể giúp ích cho mình. Trong đầu anh hiện ra vô số đơn thuốc, có thể dùng để hái thuốc dựa theo các đơn thuốc. So ra, những trưởng lão và đệ tử còn lại đều hái thuốc mà chẳng suy nghĩ gì, họ chọn thứ tốt và chọn thứ vừa mắt. Một giờ sau, Ngô Bình đã thu thập xong dược liệu mà anh muốn. Anh nói với mọi người, được rồi, lần này kết thúc, chúng ta đi ra ngoài. Sau khi mọi người đi ra khỏi dược thần giới, Ngô Bội nói với dược thần, tiền bối, người có thể chỉ cho tôi cách mở đường hầm thời không đến nơi này không? Đường hầm thời không thực chất là một tổ hợp dữ liệu, nhờ đó có thể thực hiện định vị không gian và thời gian. Đương nhiên, cũng chỉ có cường giả như Ngô Bình mới có thể mở ra đường hầm thời không. Dược thần, được, dược thần lập tức truyền một chuỗi dữ liệu mã hóa cho Ngô Bình. Tuy nhiên, phần dữ liệu này chỉ có giá trị trong 10 năm và nó sẽ hết hạn sau 10 năm. Ngô Bình, cảm ơn tiền bối. Nói xong anh phất tay, cánh cửa thời không đóng lại, không còn chút linh khí thanh mộc nào. Một nữ đệ tử nói, tông chủ, sau này thanh phong cốc sẽ không có linh khí sao? Ngô Bình, tuy rằng không còn linh khí, nhưng nơi này có mọc rất nhiều linh dược. Vẫn là bảo địa. Dừng một chút, anh nói, kế tiếp, chúng ta đi đến bảo địa thứ hai. Bảo địa thứ hai mà Hắc Ma Tông chiếm giữ được gọi là núi Không Linh. Núi Không Linh là một ngọn núi cao hơn 3.000 mét, ngọn núi này rất kỳ lạ, những người tu luyện trên núi sẽ không bao giờ tẩu hỏa nhập ma. Nếu gặp phải đại kiếp tâm ma cũng có thể dễ dàng vượt qua tại ngọn núi này. Ngọn núi này từng trở thành thánh địa của Thánh Tiên Tông, đệ tử thường xuyên tới đây tu hành. Nhìn thấy núi Không Linh, Ngô Bình liền quan sát nó từ trên cao, với sự trợ giúp của con mắt nhìn thấu vạn vật, anh ngay lập tức phát hiện ra lý do tại sao núi Không Linh lại kỳ diệu như vậy. Hóa ra núi Không Linh không tồn tại đơn lẻ, nó tạo thành một thế trận hoành tráng với hơn 100 ngọn núi xung quanh. Tuy nhiên, trong tất cả các ngọn núi, chỉ có núi Không Linh là vẫn còn dấu vết của linh khí, năng lượng của những ngọn núi khác đã mất từ lâu, vì vậy nó không huyền diệu như núi Không Linh.
Anh hỏi, nơi này có lai lịch như thế nào? Có trưởng lão nói, tông chủ đúng là tinh tường. Thời thái cổ, nơi này từng có một tông môn vô cùng mạnh. Ngay cả thiên đạo môn với tông chủ vô cùng mạnh mẽ hiện giờ cũng không thể sánh bằng. Ngô Bình, ồ, tông môn đó tên là gì? Trưởng lão này nó, theo sách cổ ghi chép, tông môn mạnh mẽ này tên là Thiên Thánh Môn. Ngô Bình kinh ngạc, Thiên Thánh Môn, nói thế thì tông môn này có 1000 vị thánh nhân sao? Trưởng lão cười nói, Thiên Thánh là cách nói quá thôi, không đến 1000, nhưng cũng có đến vài trăm. Hơn nữa vị mạnh nhất đã đạt đến Thánh Hoàng. Ngô Bình gật đầu, nếu đã từng có Thánh Hoàng thì đó quả thực là một tông môn siêu phàm. Đáng tiếc, các vị thánh mất dần, Thiên Thánh Môn cũng biến mất, chỉ để lại truyền thuyết. Ngô Bình, thế lực lớn như vậy có gốc rễ thâm sâu, không thể nào không để lại thứ gì. Ngay lúc này, một luồng sức mạnh to lớn bao phủ mọi người, một giọng nói sang sảng như sấm chớp vang lên trên đỉnh đầu. Thánh Tiên Tông các người càng ngày càng to gan, đã chiếm Thanh Phong Cốc lại còn tới núi Không Linh, coi khinh Hắc Ma Tông này chắc. Giọng nói vang lên, cùng lúc đó một cường giả giáng xuống. Sau lưng người này có ảo ảnh ma tôn lơ lửng, khí tức đáng sợ. Luồng sức mạnh đến từ thời không thần bí không ngừng dồn vào ảo ảnh lại chuyển nó thành sức mạnh thực, dồn vào trên người cường giả. Người này cao nghìn thước, mũi rồng mắt báo, mái tóc dài màu đỏ máu, bên hông dắt một thanh rìu lớn, toàn thân cơ bắp gồ lên, thể hiện sức bộc phát mạnh mẽ. Thấy người này, có trưởng lão nhắc nhở tông chủ, người này là tông chủ Hắc Ma Tông, Lôi Cuồng Sơn. Người này có thể chất đáng sợ, Mã Chiêm Nguyên từng đấu với lão ta một lần, kết quả bị đánh gãy 13 cái xương, mà lão ta chẳng hề hấn gì. Vẻ mặt Lôi Cuồng Sơn hung ác, lão ta nhìn Ngô Bình chằm chằm, hỏi, ngươi chính là tông chủ mới. Lúc này lại có một cái bóng đáp xuống, đó là Mã Chiêm Nguyên, ông ta nói, Lôi tông chủ, chính là cậu ta. Cậu ta vô cùng ngang ngược, tôi đã nói rồi mà, cậu ta nhất định sẽ ra tay với Hắc Ma Tông. Ngô Bình híp mắt, anh nhìn chằm chằm Mã Chiêm Nguyên, hỏi, Mã Chiêm Nguyên, ông đầu quân cho Hắc Ma Tông sao? Tuy rằng tôi cảm thấy ông rất vô liêm sỉ nhưng không ngờ ông lại vô liêm sỉ như vậy. Các trưởng lão cũng rất tức giận, nhao nhao chỉ trích ông ta. Mã Chiêm Nguyên, ông thấy mình có xứng với sự kỳ vọng của tông chủ và tổ sư các đời không? Mã Chiêm Nguyên, ông là cái đồ không biết xấu hổ. Mã Chiêm Nguyên tức giận nói, câm miệng đi lũ phản bội. Ta là tông chủ, nhưng lại bị cậu ta đuổi ra khỏi môn phái. Ta không chấp nhận nổi, cũng không nuốt nổi cục tức này. Cho nên ta muốn giúp Hắc Ma Tông diệt trừ cậu ta, đoạt lại vị trí tông chủ của ta. Hừ, một đệ tử tức giận mắng, Mã Chiêm Nguyên, cho dù chúng tôi phải lưu lạc cũng không nhận người như ông làm tông chủ, ông không xứng. Mã Chiêm Nguyên tức giận nói, thằng khốn, ta đã dồn sức bồi dưỡng cậu, bây giờ cậu dám nói chuyện với ta như vậy. Đệ tử này chính là đệ tử Thánh Căn trước đó, tên là Quách Bất Phàm, Thánh Tiên Tông đã đầu tư rất nhiều tài nguyên vào hắn. Quách Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, tu vi của tôi mặc dù thấp, nhưng cũng thấy hổ thẹn khi dính dáng đến ông. Ngô Bình cười nói hay lắm. Anh tiến lên một bước, thân hình đột nhiên biến thành một người khổng lồ vạn trượng. Anh cúi đầu nhìn tông chủ Hắc Ma Tông giống như nhìn một con kiến, hỏi ông cho rằng ông có thể đánh bại tôi sao? Lôi Cuồng Sơn biến sắc, mặt tối sầm như màu gan lợn, lão ta trầm giọng nói, không ngờ cậu là thánh nhân. Trên đời này không phải không có thánh nhân sao? Sao cậu trở thành thánh nhân được? Ngô Bình, ông hỏi lắm thật đấy. Anh giơ lòng bàn tay phải lên vỗ xuống, trong lòng bàn tay hiện ra vô số lá bùa và khí tức của các vị thánh, sau đó giáng xuống. Bùm! Một tiếng nổ lớn vang lên, Ngô Bình đập Lôi Cuồng Sơn ghim xuống đất. Xung quanh lão ta toàn là ngọn lửa và tia sét, cơ thể lão ta cháy đen, xương vỡ tan tành, ngay cả linh hồn của lão ta cũng gần như sụp đổ. Lão ta khổ sở nói, thánh nhân tha mạng, thánh nhân tha mạng. Ngô Bình lại giơ tay lên trời, hỏi, ông có lời gì muốn nói sao? Lôi Cuồng Sơn vội vàng nói, thánh nhân, xin tha mạng cho tiểu nhân. Ngô Bình, trước đó tôi đã bảo đệ tử của ông truyền lời. Cho ông 3 ngày giao ra hung thủ và đất đai chiếm được. Ông chẳng những không nghe, lại còn tới khiêu khích tôi. Tôi phải giết ông mới không phụ cái danh thánh nhân này. Lôi Cuồng Sơn khóc lóc,
nói tiểu nhân nguyện ý đáp ứng tất cả điều kiện của thánh nhân. Ngô Bình suy nghĩ một chút, được. Thứ nhất, giao hết tài sản và đất đai của Hắc Ma Tông các người ra. Thứ hai, mang theo người của ông rời khỏi đây. Thứ ba, ông không được phép xuất hiện ở những nơi có bổn thánh nhân xuất hiện trong phạm vi vạn dặm, nếu không sẽ bị giết không tha. Thứ ba, người từng đắc tội với Thánh Tiên Tông sẽ phải giao ra, xử tử tại chỗ. Mí mắt Lôi Cuồng Sơn điên cuồng giật, điều kiện tuy rằng hà khắc, nhưng lão ta cũng không thể không đáp ứng, lập tức nói, vâng, tiểu nhân nhất định sẽ tuân theo thánh lệnh. Ngô Bình nói với các trưởng lão, đi, tiếp quản Hắc Ma Tông, trông coi cho kỹ, đảm bảo rằng họ không được phép lấy đi bất cứ thứ gì có giá trị. Các trưởng lão vui mừng khôn xiết, nhao nhao đồng ý. Mã Chiêm Nguyên lúc này sắc mặt tái nhợt, ông ta vốn muốn gia nhập Hắc Ma Tông, sau đó lợi dụng thế lực của Hắc Ma Tông đoạt lại vị trí tông chủ, nhưng lại không biết Hắc Ma Tông lại yếu như vậy. Không, không phải Hắc Ma Tông quá yếu, mà là người này quá mạnh. Ngô Bình hỏi, phải xử lý kẻ phản bội tông môn thế nào? Một vị trưởng lão nói, tông chủ, dựa theo quy tắc của tông môn, nên phế bỏ tu vi, ném vào hàn ngục, vĩnh viễn không thả. Ngô Bình, ồ, Thánh Tiên Tông chúng ta còn có hàn ngục sao? Vậy ném vào đi. Anh liền ra tay phế tu vi của Mã Chiêm Nguyên, mặc dù ông ta hét lên hết lần này đến lần khác, nhưng Ngô Bình không hề tỏ ra thương xót. Chẳng mấy chốc, Mã Chiêm Nguyên, người đã mất tu vi bị các đệ tử đưa trở lại tông môn và bị ném vào một hàn ngục. Nếu không có gì đáng ngạc nhiên, ông ta sẽ chết trong hàn ngục, hơn nữa còn chết trong đau đớn tột cùng. Khi Ngô Bình đến Hắc Ma Tông, anh phát hiện ra rằng Hắc Ma Tông khí thế hơn so với Thánh Tiên Tông, nhiều nhà hơn và diện tích rộng hơn, có hàng vạn đệ tử. Ngô Bình thấy rằng năng khiếu của những đệ tử Hắc Ma Tông này thực sự tốt, vì vậy anh lập tức chọn ra 100 người trong số họ. 100 người này có tư chất còn tốt hơn so với đệ tử Thánh Tiên Tông. Ngoài ra, những tu sĩ Hắc Ma Tông đã từng giết, đả thương hoặc làm nhục các nữ đệ tử của Thánh Tiên Tông đều bị lôi ra ngoài và giết ngay tại chỗ. Mãi cho đến ngày hôm sau, Lôi Cuồng Sơn mới chán nản rời khỏi nơi này cùng với đám đệ tử còn lại. Cùng ngày, Đế quốc Thiên Võ cũng phái quan binh chính thức khống chế địa bàn Hắc Ma Tông, sau đó là địa bàn Thánh Tiên Tông. Hai khu vực này có diện tích rất lớn, trực tiếp khiến Đế quốc Thiên Võ mở rộng diện tích gần 30%. Ngô Bình đã mất 2 ngày để loại bỏ ma khí khỏi cơ thể của 100 ma tu, yêu cầu họ chuyển sang tu công pháp tiên đạo. Những người này có căn cơ tốt, dưới sự hướng dẫn của anh, họ tiến bộ nhanh chóng trong việc tu luyện. Có được tài nguyên của Hắc Ma Tông, thực lực của Thánh Tiên Tông đã tăng lên rất nhiều, trở thành một trong những tông môn hùng mạnh nhất ở phía Nam Côn Luân. Tiếp theo, Đế quốc Thiên Võ sẽ tiếp tục mở rộng về phía Nam dựa trên cơ sở của Thánh Tiên Tông, cuối cùng sẽ mở rộng lãnh thổ của mình đến Nam Hải. Hôm nay, Ngô Bình đến vùng phụ cận của núi Không Linh, anh quan sát hơn 100 ngọn núi và lẩm bẩm, trận này quá mạnh, nếu muốn kích hoạt nó, e rằng mình vẫn chưa đủ mạnh. Lúc này, một thị vệ đột nhiên chạy tới bẩm báo, bệ hạ, bộ quỷ phương ở phía Bắc đã triển khai quân ở biên giới. Ngô Bội, ô, bộ quỷ phương. Quỷ phương là một bộ lạc mạnh nhất từ phía Tây Bắc cho đến phía Bắc, hình thức sinh sống chủ yếu là du mục. Quỷ phương chia làm 3 chi, chi phía Bắc sinh sống ở vùng băng tuyết lạnh lẽo, chi này có người sống ở tận Bắc Hải. Chi phía Tây phân bố theo hình ngôi sao, có vài phân chi thậm chí sống đến tận Tây Hải. Chi còn lại sống phía Tây Bắc, cũng là chi mạnh nhất. Quỷ phương có lịch sử lâu đời, ngay từ thời kỳ Tiên Quốc nó đã là đối thủ cạnh tranh của Tiên Quốc. Sau này Tiên Quốc lớn mạnh, quỷ phương đang thống nhất mới bị chia cắt thành 3 phần. Nhưng đến tận bây giờ, Tiên Quốc hùng mạnh vẫn chưa tiêu diệt được quỷ phương dù chỉ một lần, chỉ có thể đuổi bộ lạc này đến vùng đất lạnh lẽo. Bộ lạc quỷ phương ở phía Bắc chính là một bộ phận trong đó, toàn dân theo binh nghiệp, có thể triệu tập hàng triệu lính tinh nhuệ trong thời gian ngắn. Đối phương có bao nhiêu người, Ngô Bình trầm giọng hỏi. Thị vệ đáp, bẩm bệ hạ, ước chừng có 3 triệu lính quỷ phương. 5 triệu lang binh. Lang binh chính là sói thảo nguyên có thân hình to lớn, thân chúng phủ áo giáp, sức tấn công rất đáng sợ. Sức chiến đấu của một con sói thảo nguyên có thể sánh với một lính tinh nhuệ của Đế quốc Thiên Võ. Thông thường bên cạnh một lính quỷ phương sẽ có 1 đến 2 con sói thảo nguyên. Vật cưỡi của lính quỷ phương là sói, chúng rất giỏi chinh chiến. Ngô Bình không dám chậm trễ,
anh biết chuyện gì cũng có nguyên nhân, liền vội về triều triệu tập đại thần bàn bạc. Tư Không Vũ nói, bệ hạ, vi thần cho rằng Quỷ Phương chắc chắn sẽ không vô cớ đánh chúng ta. Vì tuy đế quốc Thiên Võ mạnh, nhưng không hề có sức uy hiếp với bộ Quỷ Phương. Mặt khác, nước Long gần đây liên tục dùng binh với bên Quỷ Phương. Ngô Bình, mọi người cảm thấy tại sao Quỷ Phương lại khai chiến với chúng ta? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đại thần phụ trách tình báo nói, bệ hạ, thần vừa có được tin tức, bảo vật của Quỷ Phương là lò Quỷ Phương đã biến mất. Lò Quỷ Phương được Quỷ Phương coi là chí bảo, năm xưa vì lò này mà Quỷ Phương đã đồng thời khai chiến với Thiên Quốc và Thiên Đạo Môn. Thế nên thần đoán có thể có người đã giá họa việc lấy cắp lò Quỷ Phương lên đầu đế quốc Thiên Võ. Ngô Bình, lò Quỷ Phương là bảo vật gì mà Quỷ Phương lại coi trọng như vậy? Đại thần đáp, thưa bệ hạ, nghe nói trong lò Quỷ Phương có sức mạnh truyền thừa của bộ Quỷ Phương, các thời đều sẽ có người Quỷ Phương có được sức mạnh đó, cuối cùng trở thành thủ lĩnh của bộ Quỷ Phương. Ngô Bình, ồ, lấy được sức mạnh từ trong lò Quỷ Phương. Một vị đại thần khác nói, nghe đồn trước khi chết, cường giả Quỷ Phương sẽ cất giữ sức mạnh của mình vào trong lò Quỷ Phương. Cứ như vậy, qua biết bao nhiêu năm tháng, vô số cường giả gửi sức mạnh vào lò Quỷ Phương, khiến Quỷ Phương trở nên rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong các thế hệ sau này, người có thể có được sức mạnh được truyền lại từ lò Quỷ Phương càng ngày càng ít. Ngô Bình, thể chất của người Quỷ Phương nhất định có điểm gì đặc biệt, nếu có cơ hội thì nên tìm hiểu kỹ. Sau khi hỏi thăm tình hình của lò Quỷ Phương, anh quyết định đi tìm lò Quỷ Phương, chỉ cần tìm được cái lò này, uy hiếp từ Quỷ Phương sẽ được xóa bỏ. Sau đó, anh bay lên bầu trời và mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật để quan sát toàn bộ lục địa Côn Luân. Có thể thấy được, trên đại lục có vô số điểm sáng lập lòe, những điểm sáng này hoặc là cường giả hoặc là bảo vật, đương nhiên, những bảo vật này phần lớn đều có chủ sở hữu. Ngay sau đó, anh dán chặt mắt vào một chùm sáng khổng lồ tạo nên từ vô số điểm sáng, theo sự hiểu biết của anh về lò Quỷ Phương, anh phán đoán rằng chùm sáng đó nhất định là do lò Quỷ Phương phát ra. Anh bay về phía quả chùm sáng, càng lúc càng gần, khi khoảng cách chỉ còn mấy chục nghìn mét, anh phát hiện nơi này là một tòa thần điện. Ở đâu có thần điện, ở đó sẽ có thần tộc. Quả nhiên, ngay khi anh đến gần, hai luồng ánh thần đã bay lên không trung và ngăn anh lại. To gan, một người phàm còn con mà cũng dám xông vào thần điện Thiên Kỵ à. Một thần tộc đanh giọng khiển trách, đồng thời vươn tay vỗ về phía Ngô Bình. Trong lòng bàn tay của kẻ đó có một tia sáng màu lục, cũng không biết đã tung ra loại thần thuật lợi hại gì. Ngô Bình ngay lập tức tung quyền đánh bay thần tộc này, anh đá bay một thần tộc khác bằng một cú đá, sau đó lao vào thần điện nhanh nhất có thể. Trong thần điện, một chiếc lò lớn màu xanh được đặt trong điện, bên ngoài được bày một trận pháp để che giấu khí tức. Tuy nhiên, Ngô Bình đã phát hiện ra nó ngay, anh thu lò Quỷ Phương vào rồi đi thẳng. Khi những thần tộc còn lại phản ứng lại, anh đã biến mất dạng, những thần tộc này ngay cả thân phận của Ngô Bình cũng không biết. Sau khi lấy được lò Quỷ Phương, Ngô Bình cũng không vội trả lại ngay cho Quỷ Phương, sau khi trở về Hoàng Cung anh liền lấy lò Quỷ Phương ra. Anh dùng đôi mắt nhìn thấu vạn vật, nhìn thấy một người đàn ông hai đầu đang ngồi xếp bằng trong lò Quỷ Phương. Người đàn ông này có một đầu mở mắt và một đầu nhắm mắt. Ngô Bình nhìn sang, người đàn ông mở mắt dường như cảm nhận được Ngô Bình, đột nhiên nhìn về phía anh. Ngô Bình không chút sợ hãi nhìn người đó, một lúc sau, trong đầu anh vang lên một giọng nói, cậu có thể nhìn thấy tôi sao? Ngô Bình nói, đúng vậy. Đầu người khẽ động đậy, nói cuối cùng cũng có người phát hiện sự tồn tại của chúng tôi. Ngô Bình, tại sao các hạ lại ở trong lò? Cái đầu này nói, hai chúng tôi đều là tổ tiên của Quỷ Phương, khi chúng tôi sinh ra đã có hai đầu, mỗi đầu đều có một năng lực đặc biệt. Tôi tên Quỷ Sầu, người anh em của tôi tên Phương Yếm. Năng lực của chúng tôi bổ sung cho nhau, khi hai khả năng được kết hợp với nhau, nó sẽ tạo ra một sức mạnh vượt xa so với thần tộc. Ngô Bình, cái đầu kia đang ngủ sao? Cái đầu này gật đầu, giữa tôi và hắn chỉ có thể một thức một ngủ, tôi thức thì hắn nhất định sẽ ngủ, tương tự, hắn thức, tôi nhất định sẽ ngủ. Ngô Bình, cho nên, năng lực của hai người vĩnh viễn không thể dung hợp. Gã gật đầu, đúng vậy. Cho nên tôi nghĩ ra biện pháp cải tạo cái này lò này, sau đó phong ấn hai người chúng tôi vào trong đó, gọi nó là lò Quỷ Phương. Ở trong lò,
thực lực của chúng tôi mới có thể phát huy hết tác dụng. Người sử dụng lò quỷ phương có thể lần lượt hấp thu năng lượng của hai chúng tôi, sau đó dung hợp lại, như vậy là có thể có được sức mạnh quỷ phương mạnh mẽ. Ngô Bình, người như vậy hẳn là rất ít nhỉ? Quỷ sầu nói, đúng vậy, rất ít. Nhiều năm qua, chúng tôi chỉ gặp ba người, trong ba người này, chỉ có một người có thành tựu vẻ vang. Ngô Bội, tại sao hai người lại có năng lực như vậy? Gã nói, bởi vì mẹ chúng tôi trước khi sinh ra chúng tôi đã ăn một loại quả. Quả đó vô cùng quý giá, do trời đất sinh ra, hàm chứa ý nghĩa của vũ trụ, gọi là thần quả thiên địa. Mẹ chúng tôi là một thần tộc, cha là thánh hoàng, cho nên khi chúng tôi sinh ra, chúng tôi vô cùng khác so với tu sĩ bình thường. Ngô Bình kinh ngạc, cha hai người là thánh hoàng. Gã nói, đúng vậy, mẹ của chúng tôi là một thần đế. Ngô Bình há hốc mồm, thảo hai người lại có năng lực như vậy. Gã nói, cậu có thể thả chúng tôi ra ngoài không? Ngô Bình nhìn gã, ô, anh muốn đi ra sao? Không phải anh nói muốn bồi dưỡng tộc nhân quỷ phương trở nên mạnh mẽ sao? Quỷ sầu nói, nhưng sự thật đã chứng minh suy nghĩ của chúng tôi quá ngây thơ, không ai có thể chịu đựng sức mạnh của chúng tôi trong suốt hàng nghìn năm. Thay vì chờ đợi, tốt hơn là nên ra ngoài. Ngô Bình cười nói, vậy thì đi ra ngoài đi, không ai ngăn cản hai người. Quỷ sầu, tuy nhiên, chúng tôi đã thiết lập một cấm chế và chúng tôi không thể tự mình ra ngoài, chúng tôi cần sự giúp đỡ của người ngoài. Ngô Bình thấy rằng khi quỷ sầu đang nói, mí mắt của gã bắt đầu rũ xuống, như thể gã đang buồn ngủ. Anh giật mình, nói tôi có chút việc, đi ra ngoài trước. Nói rồi anh liền rời khỏi căn phòng. Ngô Bình không đi xa, anh đi ra một góc dùng đôi mắt nhìn thấu vạn vật lén quan sát. Khoảng hơn 10 phút sau, quỷ sầu vừa nói chuyện với anh đã gục đầu xuống, ngủ thiếp đi. Đồng thời, cái đầu kia từ từ tỉnh lại, đồng tử xoay chuyển. Ngô Bình lập tức quay lại, nói anh là Phương Yếm sao? Người tên Phương Yếm kinh ngạc nhìn Ngô Bình, cậu có thể nhìn thấy tôi sao? Ngô Bình, vừa nãy tôi nói chuyện với quỷ sầu một lúc. Phương Yếm lập tức cảnh giác, cậu tuyệt đối không được tin lời quỷ sầu, cũng tuyệt đối đừng làm theo yêu cầu của gã. Ngô Bình thấy rất lạ, tại sao? Phương Yếm, tôi phong ấn chính mình trong lò quỷ phương chính là để trấn áp gã. Ngô Bình, ồ, anh đang trấn áp gã sao? Phương Yếm, đúng vậy, chỉ có tôi mới có thể trấn áp quỷ sầu. Ngô Bình, quỷ sầu nói, cha mẹ các người là thánh hoàng và thần đế, điều này là thật sao? Phương Yếm, cha chúng tôi đúng là thánh hoàng, nhưng mẹ không phải thần tộc mà là một ma nữ. Họ ở bên nhau không phải vì tình yêu mà là vì muốn tạo ra một sinh mệnh có thực lực mạnh mẽ, có thể đánh bại thần tộc. Ngô Bình rất bất ngờ, sau đó liền sinh ra hai người. Phương Yếm, đúng vậy, nhưng họ đã thất bại, sức mạnh của hai người bài xích lẫn nhau, thế nên chúng tôi trở thành hai con quái vật. Quỷ sầu kế thừa phần nhiều ma lực, tôi kế thừa phần nhiều thánh lực. Sau đó, mẹ chúng tôi bỏ đi, vì ngăn không cho em trai đi ra gây họa cho thiên hạ nên cha liền lệnh cho tôi trấn áp em trai ở trong lò. Ngô Bình, quỷ sầu còn nói, hai người không thể tỉnh đồng thời đúng không? Phương Yếm, chúng tôi luôn tiêu diệt lẫn nhau, khi tôi mạnh, tôi sẽ thức dậy, khi gã khỏe, tôi sẽ ngủ. Ngô Bình, nhưng quả thật đã có ai đó của quỷ phương lấy được sức mạnh từ lò quỷ phương. Phương Yếm, tôi không nói dối cậu một chút nào về quỷ sầu. Nếu ai đó có thể sở hữu năng lượng của cả hai chúng tôi cùng một lúc, người đó sẽ có sức mạnh tối cao. Và đó chính là sức mạnh mà cha mẹ chúng tôi theo đuổi. Ngô Bình liền hứng thú, sức mạnh này lớn cỡ nào? Phương Yếm, dựa theo lời cha tôi nói, hai loại sức mạnh của chúng tôi một khi dung hợp lại sẽ hình thành một sức mạnh cấm kỵ. Loại sức mạnh này nhất định không tồn tại được lâu, chỉ có thể tồn tại trong chốc lát. Nhưng ngay cả khi chỉ trong chốc lát, nó cũng sinh ra một uy lực đáng sợ có thể hủy diệt vạn vật. Ngô Bình, các người đã thành công bồi dưỡng ra cường giả sao? Phương Yếm lắc đầu, quá khó. Trải qua vô số lần thất bại, chúng tôi phát hiện có thể thay đổi thuộc tính của sức mạnh. Ví dụ như pha trộn 70% sức mạnh của các chủng loại khác nhau trong sức mạnh của tôi. Tương tự, quỷ sầu cũng pha trộn 70% sức mạnh của các chủng loại khác nhau trong sức mạnh của gã. Nếu ai đó có thể kết hợp 30% sức mạnh của chúng tôi thì cũng sẽ tạo ra hiệu quả phi thường.
Ngô Bình, sau đó có ba người làm được sao? Phương Yếm, đúng vậy, một trong số họ có thể kết hợp 40% sức mạnh của chúng tôi, hai người còn lại chỉ có thể kết hợp 30%. Ngô Bình, tu sĩ quỷ phương có sức mạnh 30% mạnh cỡ nào? Phương Yếm, dễ dàng giết chết được thần vương. Ngô Bình sửng sốt, mạnh thế sao? Phương Yếm, mỗi khi độ tinh khiết của sức mạnh của chúng tôi giảm 10%, sức mạnh kết hợp được tạo ra sau đó sẽ giảm xuống còn 70%. Ngô Bình sửng sốt, nói cách khác, nếu một tu sĩ quỷ phương đã kết hợp 100% sức mạnh của người đó sẽ mạnh hơn 10.000 lần so với một tu sĩ đã kết hợp 30% sức mạnh. Phương Yếm, đúng vậy. Ngô Bình hỏi hắn, anh có muốn ra ngoài không? Phương Yếm, tôi phải nghe lệnh của cha tôi để trấn áp quỷ sầu, vì vậy tôi không thể ra ngoài. Ngô Bình suy nghĩ một chút, tôi muốn thử kết hợp sức mạnh của chúng ta. Phương Yếm nhìn anh, cậu là thánh nhân, nhất định có thể chịu đựng sức mạnh lớn hơn, cậu muốn bao nhiêu phần trăm sức mạnh? Ngô Bình suy nghĩ một chút, nói, 100%. Phương Yếm lắc đầu, cậu chịu không nổi 100% đâu, đừng nói là cậu mà ngay cả thánh hoàng cũng chịu không nổi. Ngô Bình, tôi không muốn hấp thụ sức mạnh của anh mà là muốn nghiên cứu nó, vì vậy tôi cần 100% sức mạnh. Phương Yếm, ồ, cậu muốn nghiên cứu nó. Ngô Bình, tôi là một đại sư luyện đan, tôi đang tự hỏi liệu tôi có thể sử dụng đan dược để kết hợp một cách khéo léo hai loại sức mạnh hay không. Phương Yếm rất ngạc nhiên, ý tưởng của cậu rất thú vị, tôi có thể cung cấp cho cậu một chút sức mạnh. Hắn liền yêu cầu Ngô Bình ấn tay vào lò quỷ phương. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh cực kỳ bí ẩn xâm nhập vào lòng bàn tay của Ngô Bình. Ngay khi luồng sức mạnh này tiến vào, nó đã bị Ngô Bình dùng sức mạnh tối cao trấn áp trong động thiên. Tiếp theo, anh bắt đầu nghiên cứu luồng sức mạnh này. Anh thực sự muốn tìm hiểu lý do tại sao luồng sức mạnh này lại chứa năng lượng mạnh mẽ. Việc nghiên cứu này không thành vấn đề, với sự trợ giúp của đôi mắt nhìn thấu vạn vật. Anh phát hiện ra rằng luồng sức mạnh này dường như là một phần của một loại mật mã vũ trụ nào đó. Từ đó có thể suy ra rằng sức mạnh của quỷ sầu là một nửa mật mã còn lại. Nếu hai luồng sức mạnh được kết hợp để tạo thành một mật mã hoàn chỉnh thì mật mã này sẽ có tác dụng gì? Mở ra một con đường nào đó. Đánh thức một sinh mệnh mạnh mẽ nào đó. Anh không dám nghĩ tiếp nữa. Cũng may mình không tin bọn họ, hai người này đều không nói thật. Ngô Bình âm thầm giật mình. Thầm nghĩ lẽ ra mình không nên nói với bọn họ nhiều như vậy. Nhưng có một số việc một khi đã biết điều gì đó liền muốn khám phá nó, nhất định phải biết rõ lý do, Ngô Bình cũng vậy. Cuối cùng, ngày hôm sau anh lại tới xem lò quỷ phương, lần này là quỷ sầu tỉnh lại, Ngô Bình cười nói, quỷ sầu tiền bối, anh có thể cho tôi một luồng sức mạnh không, tôi sẽ nghiên cứu nó và xem liệu tôi có thể luyện hóa hấp thụ nó hay không. Lời của anh nửa thật nửa giả. Quỷ sầu, được, tôi có thể cho cậu nghiên cứu, nhưng khi nào cậu sẽ giúp tôi? Ngô Bình, vãn bối gần đây tu hành có vấn đề, chỉ sợ không giúp được tiền bối, chờ vãn bối khôi phục rồi sẽ nghĩ biện pháp. Quỷ sầu ngay lập tức nói, nếu có vấn đề trong tu hành, tôi có thể giúp cậu. Ngô Bình hỏi giúp thế nào? Anh cố tình đề cập đến một vấn đề tu luyện mà anh đã gặp phải trước đây. Nhưng anh không ngờ quỷ sầu lại đưa ra giải pháp tốt nhất ngay lập tức sau khi suy nghĩ một lúc. Ngô Bình giật mình nên hỏi thêm vài câu, kết quả là kết quả của quỷ sầu cực kỳ chính xác, thậm chí còn tốt hơn cả cách ban đầu của anh. Vì vậy, anh liền cố ý kể ra những vấn đề mà anh gặp phải khi tu luyện Xích Minh Bản Nguyên Kinh, đây là một công pháp của kỷ nguyên trước, rất ít người biết đến. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của anh, quỷ sầu đã đưa ra một giải pháp ngay lập tức. Hơn nữa không chỉ một. Sau khi trò chuyện với quỷ sầu, Ngô Bình thực sự đã học hỏi được rất nhiều điều, vì vậy anh đã nhân cơ hội này để hỏi về Vạn Tiên Quy Thánh Quyết, anh vừa thỉnh giáo vừa đẩy nhanh tốc độ tu hành. Thực ra Vạn Tiên Quy Thánh Quyết này có rất nhiều điểm khó, Ngô Bình mặc dù đã học được nhưng chưa bao giờ tu luyện. Quy Thánh Quyết có pháp môn tu luyện cảnh giới đoạt thiên, nhưng không biết vì sao lại không hoàn hảo. Anh liền thỉnh giáo quỷ sầu. Hỏi tiền bối có biết về Đoạt Thiên Kinh không? Quỷ sầu, Đoạt Thiên Kinh, tất nhiên tôi biết, cậu muốn học sao? Tôi không chỉ có Đoạt Thiên Kinh, còn có Thiên Mệnh Kinh hoàn chỉnh. Ngô Bình mặt không đổi sắc, ồ, Thiên Mệnh Kinh sao? Quỷ sầu, Bất Tử Kinh,
Đoạt Thiên Kinh, Thiên Mệnh Kinh, cảnh giới cuối cùng của Địa Tiên. Nếu có thể hoàn thành ba cảnh giới này của Địa Tiên thì có thể hoàn thành sự biến đổi của sinh mệnh, từ đó vượt lên trên nhân tộc, tạo ra một giống loài mạnh mẽ. Ngô Bình, vượt lên trên nhân tộc, vậy thì đó còn là người không? Quỷ sâu, cậu có thể gọi đó là một giống loài mới. Ngô Bình, quỷ sâu tiền bối cũng là giống loài mới sao? Quỷ sâu mỉm cười, có thể nói là phải, cũng có thể nói là không phải. Hiển nhiên gã không muốn nói nhiều về vấn đề này mà quay ra hỏi, cậu có muốn học Đoạt Thiên Kinh không? Ngô Bình, thực ra tôi có Đoạt Thiên Kinh, chỉ muốn đối chiếu xem hai cái có gì khác biệt không? Quỷ sâu ngẩn ra, lập tức nói, không thể nào. Trên đời này chỉ có một Đoạt Thiên Kinh nguyên bản trong tay tôi, không thể nào có người thứ hai biết. Ngô Bình cười nói, tiền bối nói hơi quá nhỉ. Theo như tôi biết thì những thiên tôn hiện giờ đều đã từng tu luyện Đoạt Thiên Kinh bản hoàn chỉnh. Quỷ sâu cười lạnh, vậy tôi hỏi cậu, Đoạt Thiên Kinh có mấy tầng? Ngô Bình, Đoạt Thiên Kinh gồm Vấn Thiên, Kính Thiên, Pháp Thiên, Khi Thiên, Lăng Thiên, Đoạt Thiên. Quỷ sâu cười lớn, ai nói cho cậu biết thế? Tôi nói cho cậu nhé, Đoạt Thiên Kinh thực sự có 9 tầng, hơn nữa còn cao thâm hơn so với bản cậu nói nhiều. Thứ cậu nói là bản giản lược thứ 3. Bản gốc quá khó, có rất ít người có thể tu luyện, thế nên có người xóa bớt và chỉnh sửa, tạo ra 3 bản khác. Bản cậu nói là bản đơn giản nhất. Ngô Bình, vậy tiền bối có thể nói cho tôi bản gốc không? Quỷ sâu, có thể nhưng cậu phải giúp tôi ra ngoài. Ngô Bình, tôi phải làm gì mới có thể giúp tiền bối ra ngoài? Quỷ sâu, chỉ cần cậu niệm một đoạn chú là tôi có thể ra ngoài. Ngay lúc này bên ngoài có động tĩnh. Ngô Bình nói, tiền bối, vãn bối có việc gấp cần xử lý, lát nữa sẽ tới tìm tiền bối. Nói rồi anh xông ra ngoài. Mấy tiếng sau anh quay lại, lần này người tỉnh không phải quỷ sâu mà là Phương Yếm. Ngô Bình nói, Phương Yếm tiền bối, quỷ sâu muốn tôi niệm một đoạn chú, còn bảo sẽ dạy Đoạt Thiên Kinh cho tôi. Phương Yếm, tuyệt đối không được tin gã. Nếu cậu muốn học Đoạt Thiên Kinh thì tôi có thể dạy cậu bản gốc, nó có 10 tầng. Còn cao thâm hơn của quỷ sầu. Ngô Bình cạn lời, sao lại nhảy ra một bản nữa thế này, rốt cuộc cái nào mới là bản gốc? Anh vội vàng hỏi, quỷ sầu nói Đoạt Thiên Kinh của gã có 9 tầng, vì sao của tiền bối lại có 10 tầng? Phương Yếm, điều này phải nói từ nguồn gốc của Đoạt Thiên Kinh. Lúc đầu, có một thái cổ chân nhân tiếp xúc với tiên đạo, có cảm nhận sâu sắc. Chân nhân này đã có tu vi chân hoàng. Vì vậy người đó dung hợp chính mình để tạo ra Đoạt Thiên Kinh. Sau đó, Đoạt Thiên Kinh này đã bị xóa bớt và sửa đổi bởi nhiều thế hệ, nó trở thành một trình tự tu luyện trong cảnh giới Đoạt Thiên của Địa Tiên. Ngô Bình, Thiên Mệnh Kinh cũng là như vậy sao? Phương Yếm, Thiên Mệnh Kinh có 7 tầng, đây là một công pháp do một cường giả tuyệt thế tu luyện đến tầng 10 của Đoạt Thiên Kinh sáng tạo ra, là một bước tiến dựa trên cơ sở Đoạt Thiên Kinh. Nhưng Thiên Mệnh Kinh của cường giả này không phải hoàn hảo. Bản thân người này cho rằng Thiên Mệnh Kinh ít nhất có 12 cảnh giới. Ngô Bình giật mình, nói như vậy, Đoạt Thiên Kinh và Thiên Mệnh Kinh thực ra có thể coi là hai cảnh giới tu luyện ở ngoài Địa Tiên. Phương Yếm, đúng, chỉ là đời sau rất ít người có thể tu luyện đến trình độ này, cho nên không thể tính riêng, mà vẫn xếp vào Địa Tiên. Ngô Bình, tiền bối, có thể tặng Thiên Mệnh Kinh cho vãn bối được không? Phương Yếm, tất nhiên rồi. Cậu không được tin những gì quỷ sầu nói, hãy ghi nhớ. Vừa dứt lời, từ trong lò quỷ phương bay ra một chùm sáng chói lọi đâm thẳng vào trán Ngô Bình. Ngay sau đó, một cuốn sách cổ trôi nổi xuất hiện trong tâm trí của Ngô Bình, tỏa ra một luồng khí tức bí ẩn. Phương Yếm, đây là Đoạt Thiên Kinh bản gốc, là bản duy nhất trong thiên hạ này, không ai có thể giả mạo nó. Thực ra dù Phương Yếm không nói, Ngô Bình cũng đã biết quyển sách này là bản gốc thực sự. Bởi vì khí tức của nó độc nhất vô nhị, trên đó vẫn còn hơi thở của người sáng tạo. Cảm ơn tiền bối, Ngô Bình hành lễ với đối phương. Sau khi lấy được Đoạt Thiên Kinh, Ngô Bình đang chuẩn bị tu luyện thì có người đến báo rằng đại quân quỷ phương đã xâm chiếm biên giới và hỏi Ngô Bình liệu có tấn công toàn lực hay không. Ngô Bình hỏi Phương Yếm, tiền bối, đây có phải là hậu duệ quỷ phương của tiền bối không? Phương Yếm, không sai. Huyết mạch tuy rằng đã ít đi nhiều, nhưng quả thực là hậu nhân của tôi. Ngô Bội, hiện tại hậu nhân của tiền bối muốn tấn công nước tôi, tiền bối có thể ngăn cản không?
Phương Yếm, cái này dễ thôi, cậu cầm thủ lệnh của tôi, toàn bộ quỷ phương sẽ nghe lệnh cậu. Ánh mắt Ngô Bình sáng lên, họ có nhận ra thủ lệnh của tiền bối không? Phương Yếm, trên thủ lệnh của tôi có khí tức huyết mạch của tôi, chỉ cần họ nhìn thấy nó là họ sẽ thần phục vô điều kiện và sẽ không bao giờ nghi ngờ. Hơn nữa tôi đã đặt ra một quy tắc, nhìn thấy thủ lệnh cũng giống như nhìn thấy tôi vậy. Nói xong, một tia sáng rơi vào tay Ngô Bình, hóa thành một thủ lệnh bằng ngọc, có khắc hoa văn của một con hung thú cổ xưa. Ngô Bình nói, cảm ơn tiền bối. Anh cầm lấy thủ lệnh, dẫn thị vệ đi tới biên giới phía Bắc. Ở khu vực biên giới phía Bắc, Ngô Bình nhìn thấy quân đội quỷ phương đang đối đầu với quân đội thiên võ. Người đến từ quỷ phương là một tướng quân hung hãn, khí tức rộng lớn như biển, khí huyết trên đỉnh đầu bay vút lên trời, ngưng tụ thành hình ảnh một con rồng cổ xưa. Ngô Bình vừa tới, đại quân nơi biên giới liền quỳ xuống hành lễ, bệ hạ. Ngô Bình gật đầu, bay tới trước mặt đại quân quỷ phương, đưa thủ lệnh ra, trầm giọng nói, các người nhận ra vật này không? Thủ lệnh được đưa ra, khí tức phóng ra khiến cho người quỷ phương biến sắc, tướng quân hung mãnh kia thậm chí quỳ rạp trên mặt đất, kích động hỏi, người là ai? Ngô Bình, tôi nhận lệnh của tổ tiên quỷ phương các người để ngăn các người tấn công thiên võ. Mãnh tướng quỷ phương nói, tuân lệnh. Ngô Bình, người đã đánh cắp lò quỷ phương là thần điện thiên kỵ, nhưng nơi đó đang có thần tộc canh giữ. Các tướng quỷ phương giận dữ, thần điện thiên kỵ chết tiệt. Ngô Bình, ta là hoàng đế của thiên võ. Tổ tiên quỷ phương các người đã yêu cầu tất cả các bộ lạc của quỷ phương gia nhập đế quốc thiên võ. Tất nhiên, gia nhập thiên võ chỉ có lợi cho các người mà không có hại gì. Các người vẫn sinh sống trên lãnh thổ của mình, sẽ không bị ảnh hưởng gì. Ngược lại, các loại vật liệu trong thiên võ sẽ không ngừng được vận chuyển đến các bộ của quỷ phương. Người của quỷ phương thậm chí có thể chuyển đến đế quốc, sinh sống hạnh phúc. Mãnh tướng nói, bệ hạ, người có thủ lệnh của tổ tiên, chúng tôi vốn nên lập tức tuân lệnh. Nhưng đây là chuyện lớn, tôi cần phải trở về bàn bạc với thủ lĩnh các bộ lạc mới có thể đưa ra câu trả lời. Ngô Bình, không có việc gì, nếu các người có quyết định thì phái sứ giả đi thiên võ gặp ta. Vâng. Các tướng nghĩ rằng sắp có một trận đánh lớn, nhưng họ không ngờ rằng đối thủ sẽ đầu hàng sau vài lời của hoàng đế. Quỷ phương rút lui, Ngô Bình thắng trận trở lại triều đình. Trong khi chờ đợi câu trả lời của quỷ phương, anh đã luyện đoạt thiên kinh. Anh đã ở cảnh giới đoạt thiên, bản thân anh cũng là một thánh nhân, anh tu luyện đoạt thiên kinh rất dễ dàng. Chẳng mấy chốc, anh đã hoàn thành tầng đầu tiên. Tầng thứ nhất của đoạt thiên kinh là thuận thiên ứng đạo, có thể mượn sức mạnh thiên địa để thay trời hành đạo. Đột phá tầng thứ nhất của đoạt thiên kinh xong, phía quỷ phương cũng phái sứ giả tới, đồng ý lời chiêu mộ của đế quốc thiên võ. Nhưng yêu cầu phải duy trì lãnh thổ và nếp sống sinh hoạt vốn có của họ. Nơi quỷ phương sinh sống có môi trường khắc nghiệt, thường xuất hiện tình trạng thiếu vật chất. Trong tình hình thời tiết khắc nghiệt rất dễ có người chết. Giờ gia nhập đế quốc thiên võ, dân chúng quỷ phương không chỉ có sự bảo đảm về vật chất mà còn có thể có được công danh, chuyển vào đế quốc thiên võ sinh sống. Sự gia nhập của quỷ phương khiến biên cương của đế quốc thiên võ mở rộng từ phía Bắc đến Bắc Hải, phía cực Tây đến Tây Hải. Lại tính thêm cả biên giới Nam Hải, tổng diện tích đã vượt qua nước Long. Hai ngày sau, thủ lĩnh của bộ lạc quỷ phương đến diện kiến hoàng đế. Khi được chứng kiến sự phồn hoa của thành thiên võ, thủ lĩnh này không muốn đi nữa, mua đất lập nghiệp, định cư trong thành. Ngô Bình cũng rất hào phóng với thủ lĩnh quỷ phương, liên tục ban thưởng tặng đồ. Người quỷ phương rất thiện chiến, anh yêu cầu mỗi bộ lạc phái một ít lính tinh nhuệ tạo thành cánh quân phía Bắc, trấn giữ biên cương. Do nơi đại quân quỷ phương đóng quân rất dài hẹp nên quỷ phương chủ yếu dùng để uy hiếp tộc Hắc Thủy đến từ phương Đông. Địa bàn của tộc Hắc Thủy không lớn như của quỷ phương, nhưng sức mạnh tập trung hơn, thế nên thường có chiến tranh với quỷ phương, cũng có thắng thua. Phía Đông Nam là nước Long mới quật khởi gần đây. Nước Long lăm le các bên như hổ rình mồi, đợt trước đã tấn công nước Đại Tây. Phía Tây Nam là nước Đại Tây. Trước kia nước Long khống chế Thái Thanh Thất Châu và phần lớn khu vực phía Tây Thất Châu, sau đó xuất binh đánh Đại Tây. Mà nước Đại Tây cũng dùng thủ đoạn khiến Hoàng đế nước Long đến tiên giới dưỡng thương, cuộc chinh chiến Đại Tây cũng kết thúc. Nước Đại Tây liền nhân cơ hội chiếm phần lớn đất đai, giờ đang bá chiếm biên giới phía Tây. Giờ đế quốc thiên võ thay thế nước Long tiếp giáp với nước Đại Tây, xung đột hai bên khó tránh khỏi, Ngô Bình phải làm tốt chuẩn bị.
Ngoài ra giữa thiên võ và quỷ phương vẫn có phần lớn khu vực thuộc thiên đạo môn. Thiên đạo môn có thực lực rất mạnh, hiện nay vẫn chưa có thế lực nào dám chọc vào. May mà thiên đạo môn không dễ dàng mở rộng, hai bên mới có thể bình an vô sự. Bình định quỷ phương xong, Ngô Bình nhờ Lý Vân Đầu điều hành đất nước, còn anh thì đến linh thổ ngũ hành. Lần trước anh đã đưa trận vận chuyển của vô sinh lão tổ lên người, lúc này anh lấy trận vận chuyển ra để vào hoàng cung. Chuyến này anh đưa theo đường Tử Di, Nhậm San San và cả Đỉnh Nhi, Khả Nhi cùng vào trận vận chuyển, họ đến thẳng linh thổ ngũ hành. Vừa về thì lão hoàng đã xuất hiện trước mặt anh, nói chủ nhân, cuối cùng người cũng về, người đã đi suốt mấy tháng rồi. Ngô Bình, mọi người ở đây đều khỏe mạnh chứ? Hết tập 109.